Cháy không nổi hả? À, cũng đỡ rồi ha. Mày thấy ấm áp chút ha. Có bị khói xong mù mà thôi. Đúng rồi hả? Còn tôi mà thôi son rồi tùm lắm vậy. Rất đẹp. Ngồi thiền mà thoa son sao ngồi. Tại thấy mấy chị đẹp tôi mới làm đẹp chứ, nói bậy hoài. Sợ thua mất mặt chứ, mình là Supreme Master mà. Ai cũng đẹp với tụi mình, cái Supreme Master mà xấu ịnh như sao chịu nổi không? Thấy mấy bà thoa tôi bắt trước tôi thoa theo. Yeah. You're so beautiful, so I have to do something with my face. You smear something up. Throw some colors on. Dạ, bữa nay lạnh không? Lạnh không? Không à? Bữa nay không lạnh hả? Chắc là có sự phục. No problem, hả? Huh? Okay, so actually, I just want you to have fun. You didn't have any fun, you sit there and cover yourself. I thought, you know, I tend to make kind of barbecue for you, you know? But nobody do anything. Có ở trong cao ấm với bộ chơi vui. Anh hùng sa mạc mà đâu có lạnh. Ngu sao bác chở ở trong có long john rồi chứ bộ. Ai mà ở Mỹ mà lạnh sao nổi ha. Cái tiền là cái gì cũng có phải không? Mà đem sư phụ không có chùm lại hết trơn cái trọi vậy được. Nó chùm lại đâu ai thấy không? Thấy không? Cái đậu tóc rồi có quét nước rồi nữa hả? Liên Châu làm hả? Trời, từ hồi Liên Châu làm tới bây giờ làm mặt cho sư phụ tới bây giờ sư phụ dòm thấy đó nó đâu là chạy. Không dám dòm hả? Tháng đêm toàn mấy cái màu vậy mà của karaoke đó. Hả? Vẽ lên mặt sư phụ tùm lum hết. Tôi vẽ giờ không đẹp sao nó chê nữa, nó làm không được để nó làm cho. Làm giống cô bé Lộ Lem. Tới hôm trước nó chạy vô Bình Đông á, chỗ Đài Loan á. Nó để làm mặt cho sư phụ. Nó sư phụ không biết làm. Chê. À, boyfriend cũng chê mà girlfriend cũng chê. À, cái ăn bắt sư phụ nằm dài ra đó là vẽ tùm lum hết trơn hết trời. Cái màu nào nó cũng bỏ lên, nó nói cái màu này trẻ nè sư phụ, rồi cái mày này cái màu này hấp dẫn rồi tùm lum hết. Anh vẽ tùm lum làm sư phụ không có dám ló mặt đâu rồi. 7-8 ngàn người ngồi ngoài đó đợi muốn chết luôn. Mà Tết á, vợ đợi lấy bao lì xì á, mà sư phụ ngồi trong đó trời ơi không dám ra, mà là trễ rồi, bây giờ không biết làm sao nữa. Tại vì bây giờ mà chùi hết đi rồi vẽ lại nữa cũng lâu lắm. Mà bây giờ đi ra vậy thì chết. Thành ra cái đó tính đó rồi tính thôi, đừng nào cuối cùng cũng phải chùi hết rồi làm lại từ đầu. Mà ra cũng không giống ai hết. Liên Châu đâu rồi? Cà xe hả? Ủa sao nói làm cho cô là sao bây giờ cà xe? Làm được rồi. Bữa nay tôi ngủ ngồi nhà hết luôn đi tới. Mệt quá.
OK, quick. This way. Chị ơi, cái tên này lúc nào nó muốn làm gì cũng giống như là thế bà già. Ấy mà, xin lỗi. Cũng làm gì giống như sư phụ vậy đó. Nhìn con là muốn sụp. Này, này, hả? Tôi đâu ngồi chán lần trước khi sinh tâm tình. Đây là kể chuyện cười chơi vui hả? Chưa hả? Cái này của thiền đường mua cho sư phụ mới mua nè. What's that? Oh my god. Then they don't have a place to sit. Go. Được rồi. Cảm ơn ha. Cảm ơn hồi tốt ha. Chuyện này tí giờ cho biết ha. Sắp rồi ha. Cái thiền đường này là cái chỗ gì, cái chỗ xe duyên hay sao người nào lại kiếm dạo xe nữa xe duyên? Ai đâu có ngồi thiền, nó mắt cứ mở ra dòng tầm lum vậy hả? 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 Hay là sao? Nói cho nó thôi. I tell you, okay? I warn you, alright? Except me, no looking at anybody else. I'm the most beautiful, huh? Cái quyển này quyển con tú xe này kêu bằng chuyện cấm cười. Bây giờ mình người tu hành mà mình nói chuyện Chúa, chuyện Phật thì nó có vẻ tu hành chút chứ hả? Okay. Có cái ông chủ nhà băng ghê hả? Ông rất là thành tâm mà. Thiên Chúa giáo hả? Thành tâm mà. Cái ông muốn làm ăn mà cũng có gì là chắc cũng có gì là phát đạt hả? Hả? Cái bữa vô nhà thờ ông hỏi Chúa, ha, Chúa ở trong nhà thờ, ha, hỏi Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa, con nghe nói rằng là đối với Chúa 1000 năm mà thì không có phải là bao lâu phải không? Chúa mới nói, phải rồi, con nói đúng, 1000 năm đối với ta chỉ là một sát na mà thôi. Rồi anh chàng chủ nhà văn mỉm cười đắc ý như kể cho mình cũng khai ngộ hả, chứ không phải ham tiền không. Nhưng mà tiếp tục hỏi Chúa, dạ lạy Chúa, thế thì đối với ngài 1 triệu bạc thì cũng không đáng là bao, có phải không ạ? Chúa ơi, phải rồi, cũng nói đúng. Đối với ta 1 triệu bạc chứa cái đàn 1 xu. Ông nhà văn nữa. Dạ nếu vậy á thì xin Chúa cho con một cách. Một cách mà. Nghe Chúa nói, được rồi, nhưng mà con hãy đợi ta 1 phút nhé. Có hiểu chưa? Có hiểu không? Tại 1000 năm là có 1 sát na thôi, 1 phút là chắc chắc mấy trăm năm. Now you understand? Yeah. God is very funny. Huh? Yeah. Bây giờ hết chuyện Chúa rồi. Bây giờ chắc mình phải nói chuyện đời quá ha. Bây giờ ha, coi cái thật cái này hay không? Tôi vừa chịu cái độc lực qua kể ai dịch lại cho mấy tên tàu. Mấy tên tàu hủ nghe. À, nói chuyện tàu hủ, hôm qua có cái anh boyfriend kia đó. Không phải ứng cử viên boyfriend chứ chưa phải là boyfriend. Tại vì mấy người đó nghe sư phụ nói rằng
tại vì Mỹ á, sư Vinh Sẻ nó thương sư phụ quá đi, cho nên Mỹ nó có duyên nhiều với sư phụ, nó có phước nhiều, thành ra tiền cứ đổ vô Mỹ. Còn ở bên Tàu cũng có 12, 13 boyfriend, thành ra đối với sư phụ có duyên với Tàu nhiều đó, họ thương sư phụ nhiều là có duyên nhiều, cái gì cũng Tàu nó có lợi nhiều á. Cái mấy anh cũng nhào vô cũng xin làm boyfriend. Tính cứu nước Việt Nam đau khổ. Sư phụ nói muộn quá rồi. Cái làm cái gì phải làm tự nhiên, chứ thấy người ta làm rồi cái có lợi rồi mình mới nhào vô, cái nó đâu phải đâu, phải tình yêu thứ thiệt đâu, phải không? Cái đó là tiền yêu thứ thiệt. Ông okay, các anh kêu bảo ứng cử viên boyfriend đó. Anh kể cái chuyện mà tàu hủ, tại nãy sư phụ nói tàu hủ thật sự, nếu mà khói quá nhắm mắt lại chút trường hết khói, mở mắt ra chứ nếu mà mũi nghe thì bịt mũi luôn. Kể chuyện đó, có cái ông sư kia mà không biết phải không, cái này là hắn kể mấy sư phụ kể nha. Có ông sư kia trong nhà kia là ở trong chùa, là ở trong nhà chùa kia thích ăn cây còn á, biết không? Cây còn cũng ăn rau cỏ chứ đâu phải là gì đâu, ăn cây còn mà đâu có gì đâu. Thì mình ăn mấy cây rau húng, rau muống rồi kia, thì ổng ăn cây còn có gì đâu mà phải nói. Rồi như vậy mà người là miệng đời cũng thị phi, cũng ghê gớm, cũng chê bai là dữ lắm hả. Chê ổng ăn cây còn rồi, cái ổng mới dặn chú Tiểu nhỏ xíu, chú Tiểu không, ổng mà chú Tiểu là chú Điệu đó. Chú Điệu là chú đi chú Điệu qua Điệu lại nhỏ xíu đó. Dặn như mấy chú Điệu là khi nào mà có khách tới mà ta hỏi ở đây mình ăn gì thì không phải nói mình ăn cầu hủ, nghe không? Không được nói mình ăn cây còn, nghe không? Tại mấy chú Điệu nó ok. Đây là Phật ok. Để cái bữa nọ có thiện nam tín nữ tới chơi, rồi cái tự nhiên á, thôi không ngồi nói chuyện với ông chủ trì đó. Tự nhiên xong ở ngoài sau chùa đó, sân chùa nghe chó sủa rùm beng hết thở, không biết có chuyện gì. Thầy tu á, sư mới kêu chú Điệu chạy ra coi có gì mà quầy đó ồn dữ vậy con. Chú Điệu chạy ra xong một lát chạy vô liền và nói, dạ bạch sư phụ, không có gì đáng lo ngại. Cái này là mấy cái tàu hủ ở dưới thôn kia nó cắn cái tàu hủ của chú. Cái đó là chuyện như chuyện chúa đó, chuyện Phật. Sư phụ tối ngày có chuyện vui lắm, nhưng mà cái lúc kể thì nó mới vui, bây giờ hết vui rồi. Có chuyện bà Thanh Hải rồi cũng vui lắm. Nhưng mà bây giờ quên hết rồi. Nhưng bây giờ kể chuyện, có chuyện Đài Loan chắc quý vị cũng nghe rồi. Chưa. Thì để là con có một lần tôi nó kể chuyện. Có cái bà kia, đây là chuyện đời nha, đừng có cắt tôi, không tôi. Muốn nghe không? Đủ tay la, đừng nói nha. Nghe rồi bỏ qua không? Có cái bà kia, bà chuyển bụng, bà sắp cho ra chào đời một vị Phật tương lai hay là Chúa tương lai gì đó mà. Cái rồi cái đi chưa tới cửa nhà thương cái... Ở bể bụng ra, ôi bể bầu chứ. Cái bà mắc cỡ quá, mắc cỡ quá, bà ngồi rồi khóc cứ than cứ thích quá. Bà không chịu nổi á, bà mắc cỡ quá, bà cứ ngồi rồi than thở, bà khóc hoài. Cái bà mụ á, bà mới tội nghiệp mà, mới sinh đẻ mà buồn mà tốt, nhưng mà nó thôi đừng có khóc nữa, có cái gì đâu mà khóc. Cái chuyện sinh đẻ mình đụng đâu sinh đó chứ gì có. Cái bà mới nói, nhưng mà kỳ quá, chưa kịp vô trong nhà thương nữa, nó sinh ngay trước cửa nhà thương, có kỳ quá, bao nhiêu người coi kỳ quá. Bà nói cái này chưa có gì đâu, không, cái năm trước á, tôi có cái vần khổ sản cho một bà, hả, Việt Nam mình kêu đỡ đẻ đó, đỡ đẻ cho một bà, chưa kịp gì hết, mới lên xe đẻ ngay giữa đường á, đường hai quê á, để đường công lộ á. Cái bà kia bơi bà khóc to hơn nữa, con mắc cỡ hơn nữa, lấy khăn nó che mặt lại. Hỏi sao kỳ vậy, chuyện sao vậy, có chuyện gì vậy? Hỏi nói cái bà đó cũng là tôi.
anh Ba Lan Khang á, anh gặp anh Bốn Cầu Bông á, 2 giờ khuya ở chợ Tân Thành á. Chiều này sao anh Bốn Cầu Bông chưa có chịu về nhà hả? Cái anh Bốn Cầu Bông nó thôi về chị anh ơi, vợ tôi nó đang kêu bằng cái làm kêu bằng cái gì ra trời lỡ đất cái nhà, nó náo động làng xóm nhà. Ủa tại sao chị ra trời lỡ đất náo động làng xóm vậy? Nó tại vì tôi về trễ tôi không về. Tại giờ này tôi chưa về, hiểu chưa? Chị nghe điện của con nít nói có ông thầy giáo ông kêu cái tên mà kêu cái trò trò bốn độn lên á, cái tên sư phụ sửa nha, bốn độn. Nó bốn độn lên của trắc ra nổi tại sao bài địa lý có ngắn ngủn vậy mà nhà ngươi không thuộc. Thôi kỳ này phải viết 20 lần cái bài đó, thứ mai đem nộp cho tôi. À, cái mai cái anh cầm bốn độn lên lên anh nộp có 10 bài à. À, cái thầy giáo lên la ông sùm, nó tại sao mà nói chỉ nói không nghe hả? Đã không thuộc bài rồi biểu viết 20 lần nó viết có 10 lần này thôi. Nó nói dạ thưa thầy, tại toán con dở lắm, con đếm không. Tên bốn độn. Ồ, nên quý vị ngồi chắc trẻ hay là bên này cho ngồi chỗ thì cũng được đó. Vậy rồi nhắm mắt nhắm mũi làm sao? Hả? Có quá cái gì Phật lên á, hiểu không? Cái này có à, cái này cái chuyện cũng có anh Tám Lang Thang gặp anh Tư Cầu Bông. Nó nói hey anh Tám Lang Thang sao mặt mày anh sưng dù luôn vậy, kêu mặt mày về thòn vậy biết sĩ vậy. Cái nói thôi thôi anh nghĩ thôi, tức không mừng qua tôi về sớm cái tôi thấy vợ tôi nó nó cái gì đó, nó có bày tỏ cảm tình với anh chàng tay mắt xanh mũi đỏ đó, anh thấy đó không? Cái anh Tư Cầu Bông nói ủa vậy rồi anh không nói vậy sao, anh thấy vậy rồi anh không nói vậy sao? Cái anh Tám Lang Thang á, anh nói sao nói vậy không được, tôi có biết tiếng Tây tiếng Hùng. À, cái ông xe này cũng kể có chuyện vui vui quá, anh này kể rồi về em nhau được không, được không, được kêu bằng cái gì không được copy lại ha. Ông này chắc ở Sài Gòn không sao đâu. Ồ, nhà sách khai trí Lê Lợi Sài Gòn thôi, ông kiện mình đâu sức mấy ông ra đi luôn. Ai kể chuyện cho quý vị vui mà đọc sách cho quý vị vui mà, anh thích của ông Tú Xe nè. Trong phòng khám bệnh ha, có một bệnh nhân rất là kính cẩn nói với ông bác sĩ, nói dạ thưa bác sĩ à, tôi rất lấy làm tri ân cái đại ân của bác sĩ, là bác sĩ đã cứu mình cho tôi là bây giờ, cho nên lòng tôi không biết lấy gì để đền đáp ơn bác sĩ, cho nên tới bây giờ lòng tôi cũng còn thắc mắc hoài không yên. Rồi bác sĩ nói thôi cái chuyện có gì đâu mà phải thắc mắc, thì anh trả tiền cho tôi 600 bạc tiền chích thuốc, tiền khám bệnh vậy thôi chứ không có như đâu, còn cái chuyện khác thôi, không có nhầm gì thôi, không có ơn huệ gì đâu. Cái bệnh nhân nói thì bởi lẽ đó cho nên tôi mới thắc mắc. Tại tôi không biết đào nữa là 600 bạc đó. Ok, coi thử còn nghe nữa không. Cái nhìn tới cũng được nhưng mà không có được nói ra. Bạn bè nói nhau được thì nó còn cực kỳ. Cái này cái chuyện này cũng vui, chuyện con nít vui, chuyện vui mà lành mạnh á. Ví dụ trời văn minh cái gì cũng đem ra thôi. Cái có một cái câu trò, cái là trò lén ha, rất là giỏi về toán, nghĩa là cái vùng thành đồng ở trong lớp. Cho nên có một bữa ông thanh tra ông đến ông thăm cái trường tiểu học đó, ông thầy giáo ông muốn khoe học trò mình giỏi, cho mới kêu thanh lém lên, rồi cái hỏi lém trò nói cho thầy nghe 15 với 3
cái trò lén nó dạ thưa thầy 25 đồng. Dạ thưa thầy 25. Cái thầy nói ủa anh biết rõ ràng là 15 với 3 là 18, tại sao anh lại nói 25? Anh biết rõ ràng nói vậy tại sao anh nói 25? Nói dạ con biết chứ, con biết 15 với 3 là 18. Nhưng mà má con ở nhà ở bán hàng ở chợ Bến Thành, bà cứ biểu con là mình phải cái giá cả mà phải cao lên mấy đồng. Thì nó mới vừa, thì người ta tả xuống là vừa. Nghe nữa không? Nghe nữa không? Cái này sư phụ chưa có đọc hết, mình vừa đọc vừa kiếm ha. Có nhiều bài sư phụ đọc rồi mình ghi lại, còn nhiều bài chưa biết, không biết cái bài nó hay bài này vậy. Cái chuyện này nữa. À, đó gần 12 giờ đêm, hơn 12 giờ đêm à. Cái này có người nào đọc chưa? Đọc thôi thì đọc. Nếu đọc rồi đọc lại có buồn lắm. Vậy hả? Nếu gì Kim đọc nó vui hơn ha. Thì mà chưa bữa nay Kim nói gì nữa, bây giờ tối ngày nói chuyện thời Phật rồi chán mai ai cũng biết rồi. Biết rồi khổ lắm đó nãy không? One more story. Nghĩa là từ quá 12 giờ đêm rồi, anh tương ốm, anh nhậu nhẹt đó, đau quá. Rồi về, đi ngang qua cái cầu á, ngang qua cái cầu mình lợi á, rồi cái nghe cái tiếng ở dưới sông á, có người đã kêu cứu ông sùng hết á, la lối ông sùng kêu cứu ông sùng, ông gọi dưới á, cái từ ngố mà nó dòm xuống, anh hỏi chuyện gì vậy, chuyện gì mà đứa em nó không la lối ông sùng nghe ai ngủ được, cái anh chàng nói giờ cứu tôi la thì tôi không biết bơi, cái từ ngố nó dòm dòm nó ăn thiệt kỳ, nó chuyện lắm nhất. Tôi cũng đâu biết bơi mà tôi đâu có la lối ông sùng này. Cái này chuyện này là chuyện của vui nè. Đây, 2-3 giờ khuya rồi mà cái anh tán cảm, anh còn nằm lăn qua lăn lại hoài, anh chưa ngủ. Mà vợ hỏi cái chuyện gì mà anh lăn qua lăn lại hoài, anh ngủ vậy? Cái chàng tám anh nói trời ơi, thiếu nợ ông hàng xóm 5 ngàn, hẹn ngày mai sáng trả, mà giờ này chưa có tiền. Cái bà vợ nó trời ơi, tưởng chuyện gì chứ, chuyện nó dễ quá, để anh để tôi lo. À, cái bà chạy qua nhà hàng xóm, bà gõ cửa râm râm râm, kêu hai ông bà kia thức dậy. Ông bà Tư hàng xóm hả? Ông bà Tư, xin lỗi, có phải chồng tôi mượn ông bà 5 ngàn mà nói ngày mai phải trả phải không? Cái ông bà Tư nói ờ phải à. Cái nói cho ông bà biết là ông không có đồng xu các bạn nào đâu, ngày mai không có trả nữa đâu. Rồi cái bà đi về. Bà về cái bà nói ông chồng là thôi, giờ anh yên chí ngủ đi, bây giờ tới lượt hai người đó ngủ không được. Anh Hùng sao mà hiểu không? Bà ở sao mà dạ mà anh Hùng lắm. Mà có đeo cái nơ làm sao mà. Cái nơ của bác đẹp hơn cái nơ của tôi. Thôi được rồi, mấy người cứ nhắm mắt lại ha. Con mắt tiêu vậy thì mở ra mắt làm nhắm lại. Chuyện vui. Cái chuyện nó không phải là một cái nghệ thuật á, chứ nếu không có gì vui á. Rồi à, bây giờ chơi sư phụ mấy chuyện này, sư phụ chơi rồi. Anh có cái tiệm thuốc bán sinh đông á, đồ lên hoàng cán á. Cái có một bữa kia có một bạn anh lại chơi, anh nói mất công chuyện đi ra ngoài, anh nhờ bạn coi giùm tiệm á. Cái một lát sau có một anh chàng nào đó ho sổ.
sụ ho mà kho không dứt cái chạy vô trong nhà đó, vô trong cái nhà thuốc đó, rồi nhờ mua thuốc ho. Đấy ông chủ không có nhà mà cái người bạn đó ảnh dòm lên kệ thấy thuốc gì anh đưa lại bị uống hai viên uống hai viên cái một lát sau cái ngồi đó đợi cái anh chủ tìm thuốc đi trở về tấm bàn để về. Cái anh bạn là cái anh chàng này bệnh ho là tôi mới cho nó hai viên thuốc này nè, giờ anh im rồi. Tấm bàn nó trời đất ơi, anh đây kéo thuốc, kéo bạn ra thuốc đằng sau bếp, nó nhỏ trời ơi người ta bệnh ho mà sao anh cho thuốc sổ hay ra vậy. Ê, anh bạn nói đâu có sao đâu, thấy uống hai viên mà là ngồi im trên đất đâu. Rồi cái anh tấm đàn á, chủ tiệm thuốc á, thì cái thuốc sổ đó nó mạnh kinh khủng á, anh biểu nó tàn ăn nó không nha. Hiểu không? Dạ thông minh quá vậy. Nói chuyện đạo lý không hiểu gì hết rồi. Có người không hiểu, ngồi đó nhờ người khác dịch. Chuyện này vui lắm. Thằng Bư nó đi học về hả? Nó bước ra nhà khóc lù lù à. Nó tắm cả chân thấy con khóc quá trời. Nó hỏi, ôi sao mày khóc dữ vậy? Có chuyện gì ai đánh con? Nó nói, dạ ông thầy cũng đánh con. Nó nói, sao thầy đánh mày vậy? Nó nói, dạ thầy có cái thằng kia nó dán kẹo cao su lên cái ghế của ông thầy á. Rồi cái con thấy rồi con không dám nói, con đợi chừng mà thầy vô đó con đứng lén đằng sau lưng thầy á, chừng mà ông sắp ngồi xuống con lấy ghế con kéo đi được không? Đàn ông gọi dán kẹo sưng bình thường mà. Hiểu không? Hiểu không? Tâm ơi mất quá. Tâm ơi kiểu mất á. Cái củi này nó hơi nổ ha. Học trò của sư phụ cũng vậy á, thường thường làm ơn cho sư phụ hoài. Làm ơn kiểu đó. Có cái chuyện này nó không có tốt gì lắm mà nói qua rồi bỏ. Chuyện thường xảy ra trong đời. Có hai ba anh chàng nam nhí mà ngồi nói chuyện với nhau, rồi cái họ nói là theo một bản thống kê mới nhất á, thì là những người nào mà đàn bà mắt nâu á là không có chung tình. Brown nhé, tại vì Brown có tiếng this we have to say it in English, otherwise it's no good, say. So according to the latest research, the woman with brown eyes are not faithful. Okay. So rồi cái người anh chàng thì anh sợ, anh hết hồn, trời từ ngày cưới bả về tới bây giờ tôi chưa có coi vào mắt gì. Since I married her, up to now I don't know what my wife's eyes color is. So he hurry up, went home, have a look. Nên anh chàng lăn đập chạy về nhà, coi thử. Cái về nhà thấy vợ nằm im trên giường ngủ. Anh về mắt lên nhầm. Mở một mắt lên nhầm. Cái nó chết chà. He came home and opened one of his eyes. His wife was sleeping. You know, he went home, have a look at his eyes, wife, and his wife was sleeping. So he opened one eye and have a look, and he said, "Huh, brown." And then somebody came out under the bed and said, "How do you know I'm here?"
Johnny Brawler, Johnny Brown, what do you do in my house? Quạt nó có nổ. Có cái anh chàng kia anh vô trong cái tiệm ăn á, anh kêu đủ thứ, sâm banh, có nhát, rượu đâu hả, whisky, đó sao nào cái gì ăn muốn, sơn căng hải vị muốn ăn uống một chầu non này rồi. Kêu chủ quán này nói chuyện, hãy dạ thương chủ quán, tôi muốn biết ông ông mở cái tiệm này bao lâu rồi, à bây giờ thì cũng 20 năm rồi. Ôi bây giờ anh làm ăn có khá không? Tiệm có khá không? Nói dạ cứ nhờ trời cũng được, tốt lắm. Nói vậy mà không biết từ hồi đó tới giờ ông có bị ai quỵt ăn gì không? Nói giờ cũng thỉnh thoảng cũng có những cái thứ đó. Vậy rồi ông đối phó làm sao ông chủ quán? Nói thì gặp ba cái thứ vậy thì tôi kêu nó lại rồi tôi đá một cú văng ra mà được. Cái gì đâu? Ông nhà khách á, cái ông này ông đứng trước mặt ông chủ quán không? Dạ bây giờ tôi muốn trả tiền. Ông đá tôi ra đi. Hiểu chưa? Có một cái chuyện hồi xưa mà không biết tụi nó nói sư nói là sư phụ kể nhưng mà sư phụ quên mất, không biết phải mình kể ai kể. Trong cái sở thú kia rất là nghiêm nhặt, có thường có một cái hồ cá sấu thường người ta thích tới để chơi đó, chơi rồi bỏ rác đến tùm lum á, bỏ rác rồi chọc mấy cá sấu đó, cái mà luyện đồ luyện đạt con này kia cho cá sấu nó chạy lên đất rồi coi thường cá sấu nằm dưới đâu lên. Muốn cho nó lên cái chọc phá nó, luyện đồ, luyện đạp, giấy rồi tùm lum á. Cái chủ sở thú cũng tức quá, không biết cái tờ giấy cấm ngay giữa hồ. Không nói, bất cứ người nào mà luyện rác vô cái hồ này phải lôi xuống lượm, phải lôi xuống lượm hết. Lội xuống hồ cá sấu lượm cái gì đâu mà. Nhà xuất nhập cảng bị cái bằng phá sản sắp sửa dẹp tiệm mà tới hỏi ông hãng bảo hiểm tôi có một cửa tiệm xuất nhập cảng mà muốn bảo kê 1 triệu đồng, rủi tôi lỡ tay làm cháy tiêu cửa hiệu thì theo ông tôi có lãnh được gì không? Cái ông hãng bảo hiểm nói có chứ, ông chắc cũng lãnh 5-10 năm tù. Chàng kia anh vô trong cái tiệm ăn ha, rồi anh muốn ăn nửa con vịt quay á, anh order nửa con vịt quay ha,
lâu quá trời rồi mới thấy anh bồ đẹp à. Anh kêu anh bồ là sao anh ta đuối nước hoài vậy nè. Tôi kêu nữa con vịt quay nó cả gần tiếng đồng hồ là anh biết không. Cái ông bồ nó dạ xin lỗi không, ráng nhẫn nại đợi tại vì không có ai gọi nữa con kia rồi nè. Tôi chưa có giết được. Đợi hoài. Anh chàng cựu chiến binh mà chuyện cựu chiến binh mua một cái chiếc xe Velosolex hí hửng chạy tới chạy lui để trong góc đường tối lại có ai anh em nào đó cũng mất chạy về nhà lo lú không sùng đúng ngày mày Tết nữa xui quá. Rồi cái ảnh về nhà anh có viết một bản báo cáo anh dán tùm lum hết, anh nói à tôi đứng lên dưới đây là gì đó hả, báo cáo cho anh em rõ chiều mùng một Tết tôi có dựng chiếc xe đó đó có kẻ nào đó lượm mất à, vậy có người anh em nào lỡ lỡ cầm nhầm chiếc xe của tôi xin làm ơn mang trả lại cái chỗ cũ bằng không thế thì buộc lòng tôi phải áp dụng biện pháp mà tôi đã dùng trong thời kháng chiến 1945. Ngày hôm sau á, cái người anh em nó mang cái xe Velosolex trả liền cái phốc đúng ngay chỗ cũ cho anh chàng cựu chiến binh đó. Trời ơi, bạn bè phục lắm. Một anh chàng cựu chiến binh nó mới chạy tới nhà hỏi cái năm 1945 anh áp dụng cái biện pháp gì sau khi cái mà người ta phải sợ như vậy. Anh chàng cựu chiến binh mới nói có gì đâu, thì năm 1945 mà tôi cũng để chiếc xe ở góc chợ rồi cũng bị người nào đó thổi mất. Tôi không còn cách gì khác hơn là mua chiếc xe đạp mới mà đi. Nói dốc một cách như là không cần lương tâm bảo chứng á, lúc nào cũng nói dốc á, nói khoác á, nói nhiều á, cho nên bà vợ nó biết tánh, bà vợ biết tánh ông chồng á, mở mới kì mở á, nói thôi khi mà anh nói thì hiểm nói vừa vừa thôi, mà rủi anh có lỡ anh nói dư quá thì anh cứ dòm con mắt em mà nháy nháy là anh biết làm bớt lại nghe không, chứ mà anh nói quá ta biết là hố của kỳ lắm á. Cái anh chàng cũng biết vợ tôi bụng thôi, thôi được rồi anh nghe lời em ha. Cái bữa đó có khách tới chơi ha, cái anh bắt đầu trổ tài, anh quên anh trổ tài nó chợ bữa hôm qua tôi đi ngoài chợ Bến Thạnh á, tôi bị con rắn máy gầm rồi con cắn tôi chợ Bến Thạnh rắn máy gầm. Ồ, cái bề dày của nó, cái bề ngang của nó, coi bề ngang của nó cỡ chừng 15 thước vậy, nó 15 thước vậy. cái anh mới đó nó 15 thức anh dòm bà vợ nháy cái anh nó không thì nhưng mà đo cho kỹ thì cũng cỡ chừng 10 rồi cái em khách nó nấu được không ạ, con bị dài của nó nè, bị dài có dài vậy anh tính nói cỡ chừng cái anh dòm thấy bà vợ nháy mắt lia lịa, anh nói cũng cỡ chừng 10
Cõi trần này đó, ổng làm nhiều điều ác, nhưng mà ổng cũng có làm điều thiện. Thì đến ngày kia ổng chết rồi, ổng xuống với Diêm Vương đó, ổng gặp với ông Diêm Vương, thì ông Diêm Vương nói là nhà ngươi đó, ở trần gian đó, thì nhà ngươi làm việc ác, nhưng mà cũng có làm việc thiện chút ít, thành ra ta cho nhà ngươi có cái điều khoan hồng. Thì ông Diêm Vương cũng nói là ổng dẫn cái ông mà làm ác đó đi vòng hết trơn mấy cửa ngục. Thì hỏi vậy chứ bây giờ ta chọn cho nhà ngươi coi những hình phạt ở đây, thì nhà ngươi lựa chọn cái hình phạt nào? Tại vì có làm điều thiện cho nên mới có được quyền lựa chọn, nhưng mà cũng phải chịu quyền phạt. Thì ổng đi qua, ổng thấy những cái nấu chảo dầu rồi lót tạp đồ, ổng sợ quá. Thì tình cờ ổng đi tới cái, đi ngang qua một cái cầu, thì ổng thấy rất nhiều người đứng ở dưới cái cầu. Không rất nhiều người đứng dưới cái cầu mà họ đứng ở dưới đó, thì ở phía dưới nó toàn là phân không à, mà chỉ trừ cái đầu phía bên trên thôi. Thành ra ổng thấy cái này đó thì cũng chịu khó hôi chút xíu mà không sao. Thành ra ổng mới nói thôi giờ với ông Diêm Vương nói giật con nhận cái hình phạt này. Thì ông Diêm Vương nói được rồi. Thì lúc đó mấy ông quỷ sứ mới dẫn ông kia đi xuống cái hầm đó. Thì vừa ổng vừa mới bước xuống xong đó, thì quỷ sứ nói là giờ break time hết rồi, ngồi xuống. Chuyện nó coi rồi.
nhiều khi mình coi nhiều lắm mà nhiều quên phải không? À chứ không phải không có ha. Người nào cũng biết một mớ chuyện mới tới trình kể rồi quên hết trơn. Thấy không? À có trà hả? Thì là muốn trà đi. Lấy hả? Anh bring over hả? Where's the tea? Thôi đằng kia. Đằng kia có lửa mà không ai lại đang nghe hết hả? Cô. Trong ly trà mà các bạn tu đang uống hoặc là sẽ uống trong đêm hôm nay, một đêm rất là trời cũng rất khá lạnh mà chúng ta có ly trà ấm áp như thế này để uống rất là quý, nhưng các bạn tu có biết trong đó có một cái gì đặc biệt trong đó hay không? Đó chính là đêm hôm nay sư phụ mang cho chúng ta hai hũ trà do đích thân sư phụ nấu đem xuống và được trao. Thiên hương á, rượu thiên hương á mà không có alcohol á. Enough? Enough? Only a little bit only, huh? Yeah. Only enough? This is very little. A little bit, huh? Oh my God. Only water. Oh, năm ba, 300 gallon sủi đều trên chữ. Bỏ 300 gallon nước cho cái nước không đâu, có gì đâu. Mà thơm thơm thôi chứ có gì đâu. Trời ơi, vậy mà cũng quảng cáo tùm lum làm cũng mắc cỡ. Vậy mà kêu sư phụ đích thân nấu thôi. Hả? Kệ nó ấm ấm chút thôi hả? Dạ. Chứ thật ra cái nguyên chất đủ được bỏ nhiều nước vô như vậy mà sợ không đủ thì nó bỏ nước. Nguyên cả viên nước vô. Dạ con á, sư phụ, con á. Thôi kệ, uống đợi cho vui. Dạ con mà, dạ con. Xưa có ông vua, ông ác lắm. Ác lắm. Ai cũng ghét hết. Ai cũng cầu cho họ, cho ông vua đó chết sớm. Hả? Chỉ có một mình cái bà già kia, bà cứ ngày nào, đêm nào bà cũng cầu khẩn cho ông vua đó sống lâu. À, bảo chúa sống lâu. Mà nếu rủi vai mà hành thích bảo chúa thì để cho bà thay thế thế mạng cho ông. Ở ngày nào bà cũng cầu, ai cũng biết. Ông vua, ông bảo chúa ông lạ quá. Sao ai cũng cầu cho mình chết sớm, ai cũng ghét mình. Sao cái bà lão nó mà thương mình dữ vậy cả. Kêu bà lão đó đến hỏi. Cái ông vua ông kêu bà lão tôi tại sống mà ngày nào bà lão cũng cầu nguyện cho tôi sống lâu mà trong khi mọi người đều cầu nguyện tôi chống chết. Bà lão có nói tôi bây giờ đâu có còn trẻ nữa đâu, thành ra tôi sợ bệ hạ chết sớm tôi không kịp. Không kịp gì, nó tại vì trước kia tôi còn trẻ lắm, tôi còn trẻ thì nước này có một vị hung quân vô đạo thật là làm cho dân chúng khổ sở điêu đứng vô cùng. Cho nên lúc đó tôi cầu nguyện cho nước thoát khỏi cái ác hôn quân này thì nó vua cũng chết liền. Tôi cầu đau linh đó. Sau đó cái con vua có kẻ hành thích chết liền. Cho nên một ông vua khác lên cái nghiệp. Mấy ông vua này còn tàn bạo hơn các ông vua mà mới chết nữa. Cho nên tôi sợ bây giờ rủi. Rồi tôi cầu cho ông đó, ông chết sớm, cái ông chết luôn. Rồi bây giờ ông khác lên kế nghiệp còn tàn bạo hơn ông trước nữa. Cho nên bây giờ tôi sợ rút nếu mà bệ hạ chết đi. Ông khác lên nữa thì càng tệ hại hơn nữa.
Cho nên tôi với cầu trời cẩn Phật cho cái thời gian nó kéo dài chừng nào hay chừng đó. Hiểu chưa? Cái này, cái chuyện này cũng như chuyện vui nhưng mà thật ra nó có ý nghĩa đó chồng á. Là ý nói là mình á, nhiều khi mình chạy trời cũng khỏi nắng đâu. À, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. À, từ thường mình gặp những cái chuyện gì rất là cái gì đó, nhiều khi không có được hài lòng á, cái mình tham quan mình kêu gầm mình nói cầu đời cầu Phật cho mình gặp cái người khác tốt hơn, nhiều khi ông chồng không hay hay là bà vợ không tốt mình cầu nguyện cái tốt hơn, gặp nó càng tệ hơn nữa. Càng ngày càng tệ. Là ý cái chuyện này nói mình yên phận, từ từ đưa cái chuyện gì nó cũng hết, nó giải quyết. Cũng như hôm trước sư phụ nói chuyện mà nói chuyện như bên chính quyền Việt Nam cũng vậy đó hả, cũng tại cái cộng nghiệp của dân chúng mình chứ không cách ai được hết. Rồi từ từ cũng hết, mình tu hành là nó bớt à, chứ không có cách nào chứ hả, giết anh này anh kia lên này giết hết dân chúng mình cũng vậy thôi, phải không? Mình nhiều người không thích nghe vậy. Thôi còn chuyện này nữa, sư phụ kể chuyện ông Tolstoy á, chiến tranh và hòa bình á, nó có bà vợ, ông có bà vợ rất là ác ôn á, chưa hả? Dạ. Kể hoài mà sống nghe chưa nhỉ? Kể mấy băng thế nào mà lục ra nghe chứ. Thì cái ông Tolstoy mà có bà vợ rất là, có thể nói là rất là khắc nghiệt đối với ông. Thì hôm bữa đó, ông Gandhi ông chạy con thăm, ông nói tại sao mà ông lớn con như vậy, ông đua con vậy, ông mạnh mẽ vậy mà ông nổi tiếng vậy, ông đá một cái là bị dâng đó chứ. Cái gì mà để bả hạ hiếp ông hoài vậy? Cái ông Tolstoy nói, shhh, đừng có nói lắm. Cái nói gì mà ông sợ bả dữ vậy? Ông không để cho tôi được. Cái gì vậy đó? Ông Tolstoy nói, không phải là tôi không có giận dữ bả được, nhưng mà kiếp trước tôi với bà ở với nhau rồi bà cũng làm cái kiểu này, rồi tôi đá bà văng ra. Rồi kiếm bà khác à, bây giờ bà trở lại lần này cũng gặp bà nữa, bà còn tệ hơn hồi xưa nữa, bây giờ tôi không dám, tôi không dám đụng cái bà nữa, rồi cái kỳ sao gặp lại bà nữa tôi không biết. À, biết không? Thì cũng giống cỡ đó, tức là mình phải cái phần cái gì mình nhận chịu cái nhân quả của mình kiếp trước thôi ha. Bây giờ nói tới nó luôn cũng vậy, không kiếm người khác còn tệ hơn, trốn đi kỳ sau còn tệ hơn nữa, không? Đây cái này có người cứ kêu học nghề ăn trộm mà các anh muốn học không? Hả? Chuyện này chuyện thiền nè ha. Thôi đủ rồi nha. Tôi mắc cỡ lắm nha. Có một ông cao tăng đời nhà Tống tên là Pháp Diễn, giảng cho đệ tử phương pháp tu thiền. Ông nói rằng pháp môn thiền của ta không khác nào như là dạy nghề ăn trộm. Thí dụ như trong cái chuyện này, có đứa con trai của người ăn trộm, có một ngày kia nghĩ rằng cha ta nay đã già yếu rồi, ta phải làm cách nào để nuôi gia đình, nếu không nối nghiệp được cha ta vậy ta phải học nghề ăn trộm. Nó vẫn đem ý kiến ấy bàn với cha thì người cha mừng quá, nói là tốt lắm. Con mà nối nghiệp cha là có hiếu lắm. Hai cha con cùng lách mình vào một trong nhà giàu có đó, đến đi ăn trộm. Sau khi mở cái ổ khóa lọt vào trong rồi, mở luôn nắp sập rương lớn đầy nhóc quần áo. Ông già ra hiệu bảo thằng con chung vào, tha hồ mà khuân vác ra. Thằng nhỏ mới chung vào trong thì bất thần ông già ông đóng sập cửa lại, khóa chặt rồi đi ra ngoài. Đập cửa lung tung đánh thức cả nhà vậy.
rồi ông chuồn mất. Bỏ ông con khóa trong hồn. Ngay đập cửa cả nhà thức dậy, đèn đốt đốt lên tìm kiếm khắp nơi không thấy gì cả, rồi tắt đèn đi ngủ. Thế nên trộm con nằm chết điếc ở trong rừng, không hiểu gì cả tại sao cha mình lại hại mình như vậy. Nhưng mà sau đó nó nảy sinh ra một ý, nó giả làm chuột á, cào 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 cái mấy tay trên cái mặt ván á, chủ nhà tưởng là chuột thiệt, thắp đèn lên lấy chìa khóa mở rương ra. Vừa mở ra cái thừa cơ hội anh ta tung ra liền xô ngã ông chủ nhà chạy mất. Cả nhà rượt theo, anh chàng thấy nguy hiểm quá bèn ôm một cục đá lớn liền ầm xuống dưới. Ai cũng tưởng là anh trộm sợ quá rồi cái nhảy đại xuống dưới chết rồi, thôi anh đi về không ai coi, không ai đuổi theo nữa. Rồi cái anh ta cho len lén nhẹ gót về nhà. Anh ta về đến nhà tức quá cự nữ ông già. Ông già nói chuyện gì còn cái đó, con làm sao mà đi ra được giỏi vậy. Thuật lại rồi câu chuyện. Cái ông cha ông cười cười hề hề nói, rồi mày nói nghiệp tao được rồi. Khẩu mà để sao mà giúp thiền được cả. Giống không hả? Giống hả? Giống chú hả? Nhiều khi gặp trường hợp mình phải tự lực cánh sinh chứ, mình phải dùng cái đó của mình chứ gì, hỏi sư phụ hoài hả? Cái tinh thần ý lại không có tốt, hiểu chưa? Mình cầu giúp đỡ nhưng mà không có phải lúc nào cũng ngồi đó cầu hoài nhá. Ví dụ bằng chứng là mỗi ngày mình phải đi làm, phải không? Này kiếm tiền không, mình phải săn sóc con gái mình làm hết bổn phận của mình hả? Chuyện là bất đắc dĩ mà kêu hả? Rồi ta nói là con làm hết bổn phận nhưng mà phải giúp đỡ, hiểu chưa? Ví dụ như mà ông cha đó, ông là nghệ trộm giỏi không, rồi ổng đi đâu ổng đi kè kè theo đứa con hoài hả, đừng ông bảo vệ nó, ổng lúc nào mà bị người ta khóa lại thì ổng mở rương cho nó ra, vậy có được không? Mai mốt nó đâu có tự lực được phải không? Nhưng mà ông cha này ông ác thiệt hả? Phải không ác ha? Sư phụ đâu có mở rương rồi bỏ cái viện chậm rồi khóa lại rồi kêu đau dùng trí huệ của nhà người chạy có đâu hả? Nổ no. Hả? Đặc biệt ha. Nhưng mà lâu lâu khóa lại bữa đâu có sao đâu. Cái chuyện này vui lắm ha, chuyện cổ tích mà chuyện của cổ nhân á, những chuyện có vẻ tu hành á, có đạo lý á chẳng á. Chuyện tôi kêu là hai cái mền, hai cái chân. Thì quý vị biết là những người tu sĩ á, những người chân tu thì quần áo phải giản dị, ăn bận phải đàng hoàng, vãi ăn phải như tôi gì đâu. Có nghĩa là ăn bận phải rất là giản dị hả? Rất là tham khổ, có biết không? Sát thiệt á, chứ không phải như tôi gì cho. Dòng tôi là biết không phải tu hành rồi. Con tôi lại kể chuyện cho mấy người nghe thôi. Thì có một vị chân tu đó, kêu bằng chân tu, biết không? Chân tu chứ không phải tà tu. Thì cái vị chân tu đó, ông đã từ bỏ tất cả những gì danh lợi quyền uy ở trên thế gian này để mà đi tìm đạo ở Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng mà ở Hy Mã Lạp Sơn ông rất là nổi tiếng, bởi vì ông thường cho người ta biết rằng ông tu khổ hạnh, cho nên ông rất nổi tiếng. Ông ngồi trong cái mỗi ngày ông ngồi trong cái hàng đá đợi người ta đến để mà biết danh của ông. Tu rất là giỏi và rất là giản dị và rất là rộng rãi và rất là rạch rưới. Cho nên ông rất là nổi tiếng. Thế thì nào?
Một hôm nọ, ông vua nghe tiếng lừng lẫy cô ấy tu hành khiêm nhượng, rách rưới, dầu dĩ, dơ dãy này. Cho nên vua mới thân hành đến tận hang đá tìm vị chân tu để mà cầu đạo, chứ không phải là cạo đầu nhé. Thế thì trong khi nói chuyện về đạo thì bỗng nhiên cái đền vua ở xa xa bốc cháy đi, cháy dữ dội, cháy rào rào, cháy rầm rĩ. À, nhưng mà vị vua của nhà ta vẫn yên tĩnh ngồi nghe đạo. Quý vị biết rằng một vị vua rất là sang trọng, hả? Hả? Quần áo thì nóng na nóng nánh, vương miện thì nấp na nấp nênh. À, nhưng mà vẫn ngồi đấy điềm tĩnh mà nghe vị chân tu, tu một cách khổ hạnh để mà dìu dắt ông lên con đường đạo. Thế thì nào, trong lúc mà nữa cháy ầm ầm như vậy á, thì nhà vua vẫn điềm tĩnh ngồi nghe đạo. Nhưng mà cái ông chân tu đấy, con mắt ổng náo na náo nghiêng, ổng dẫn ra dẫn dạ, ổng nhìn về cái phía đằng sau lưng của ông ấy. Quý vị biết tại sao không? Hả? Tại vì ông ta tu khổ hạnh, ông ta chỉ có hai cái chăn thôi. Một cái chăn ông quấn trong mình, bây giờ ông đang ngồi điềm đạm lên mà nói đạo, một cái chăn thì ông phơi đằng sau lưng mà gần cái cung điện đang bị bốc cháy đấy. Ông ấy sợ rằng cái chăn của ông cháy mất tiêu rồi. Thế thì là chúng ta hiểu là thế nào? Có hiểu hay là không? Hiểu thế nào? Hiểu chừng bao nhiêu, mấy ký thôi cơ? Biết chưa? Đã khai ngộ chưa? Có khai ngộ hả? Thế thì cảm ơn lắm. Hiểu hả? Bác nói cái gì? Bác nói cái gì? Bác nói nhảm nhảm cái gì đấy? Bác nói xấu người tu hành có chừng bác mắt rồi. Ông sợ cái chân của ông cháy thì kệ ông, mắt mơ vậy bác. Nói phải không? Phải không? Có ý là như thế nào? Hả? Bác nói bà đã tu rồi mà còn sợ cái chân cháy. Tại sao? Hả? Cho nên cái sự buông bỏ của con người á, không phải mình nhìn bên ngoài mà biết được. Cái lúc hoàn cảnh thử thách mới biết được cái người đó kêu là xả bỏ hay là chấp nhất. Thấy chưa? Này. Bây giờ sư phụ phải chứng minh là mình xả bỏ. Thế này mà nó xả bỏ thôi đi má. Quần nắp na nắp nánh như thế mà cái khoe là đi tu. Tu cái gì bà ấy mà tu? Tu vũ. Giống y chang hả?
lại kệ. Thế là kệ ông cười, mà dù kệ mới cười chứ. Thế mà ăn tiền thế nào kệ bố. À, ông kêu chuyện này hay không? Kệ không hay, sư phụ kệ cũng hay. Cũng hay, cũng hay. Thổ xưa kia, no. Có một con chim biển đậu ở ngoài thành của nước lỗ. Nước lỗ. Trong cái nước lỗ ấy có một vị vương kêu là lỗ hổ vương. Lỗ hổ vương thấy con chim biển lại thì thân hành ngự ra mà hình tiếp. Ôi giời ơi, thế thì sướng quá, làm chim sướng hơn là minh sư. Hình tiếp rất là nông trọng, rước về chuốc rượu ở đền Thái Miếu. Thế thì bác ấy có chết không? Làm sao mà lại kinh giết một con chim về đền Thái Miếu mà lại chúc rượu cho nó uống? Ai, thế là thế nào? Thế là thế nào? Bà thấy thế là thế nào? Con chim ấy vào cái đền Thái Miếu rồi dân ra dân ra rất là dầu dĩ dâu dầu dĩ lông da rậm rạp, không dám ăn, không dám uống, không dám ngủ nữa. Ngồi thiền thì cũng chẳng có định. Cho nên ba hôm sau thì con chim nó chết tức khắc chứ không có khai ngộ. Lỗ hổ vương rất là đau khổ, không biết mình làm sai cái chỗ nào. Cho nên trang tử một bình luận rằng đó là cách dùng nuôi người, mà nuôi chim thì đâu có được. Phải dùng cách nuôi chim mà nuôi chim không phải mà. Đáng mắt. Các tên chị quên rồi. Các anh hùng sao mà. Nếu muốn dùng cách nuôi chim mà nuôi chim á, chân chính á, thì hãy để nó ở rừng sâu, dạo ngoài gò ngỗng, trôi nổi sông hồ, kiếm ăn lương cá đỗ theo hàng liệt ung dung tự tại. Cứ nghe tiếng người là nó thật ghét cay ghét đắng rồi. Huống chi là đem tiếng nhạc mà làm cho nó kinh tâm tán đẫm. Rồi ôi vậy là đem rượu cho nó uống. Ôi giời ơi là giời. Thế là thế nào? Nếu mà mình đem nhạc cả ok. Mà kể ở trong mấy cái quán rượu à thì mấy con chim nó bay mất hết. Nhưng mà người ta lại đến mà nghe. À, cá dưới nước thì sống, người ở dưới nước thì chết. Đó và đây là khác nhau thì sự ưa ghét cũng không có đồng vậy. Bởi thế cho nên bác ạ, bậc thánh nhân này không giống nhau về sở năng nên không đồng nhau về sự nghiệp. Bác có rõ hay là không? Bác hiểu chưa? Nói thêm bài câu tiếng Việt khác mà rất là cao cấp, tiếng Việt cao. Danh cốt nơi thực bác ạ. Nghĩa cốt ở chỗ vừa nhau, đó gọi là điều thông đạt và nắm giữ được hạnh phúc ở đời. Hiểu chưa? Đây, sư phụ nó nói hoài hả, ai muốn tu thì họ cứ đi tu, mà không muốn tu thôi mình ép họ không được, nói chứ. À, mà không cần phải ép mình làm chi cho nó mệt.
Đường ai nấy đi, mai mốt chết rồi sẽ anh đường anh tôi đường tôi. Phải không? Lý đường đối ta có thế thôi. Thấy không? Ở đời phải như vậy mới được hả? Bây giờ có người lời bản không phải là của Kim Thánh Thánh mà là của ai đó không biết. Ở đời có ai mà ngu như lỗ hổ không? Trời ơi, chửi lại như vậy. May là ông chết rồi chứ mà ông còn sống còn đem ông nhân tu di tâm tập chết. Vậy mà lỗ hổ ngày nay lại đầy dãy trăm họ, biết không? Nhất là ở khắp mọi nhà trường, nhà thương, nhà chùa, nhà thờ. Ôi giời, ông ơi, dám chửi nhà chùa, nhà thờ ở đây. Thế thì còn được thế nào mà. Nhà lập pháp, nhà hành pháp, nhà tư pháp, nhà cung pháp. Người làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chồng. Ôi giời, ông chửi hết cả họ. Cũng may là tôi không làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chồng. Tôi không có trong này. Ai ai cũng lấy bụng ta suy bụng người. Mộng một xã hội và thế giới đại đồng, cùng sống chung cho một quy luật chung. Nhà văn William Blake đã nói một cái luật chung cho tất cả bò ngựa và hồ cáo là độc tài. Lỗ hầu ngày nay tràn lấp thiên hạ thì làm sao mà tránh khỏi nạn độc tài. Biết chưa? Biết rồi ha. Hả? Cho nên những cái chế độ độc tài là không có thể sống lâu mà đi ngược lại lòng nhân. Thế thì không có bắt mọi người theo chung một khu khác được. Hả? Người nào họ muốn thì họ đi theo đó là được à, nhưng mà không có bắt được không? Cứ dùng cách ép buộc hay là mua chuộc hay là hâm dọa gì được cả, phải không? Tôi có mua chuộc hâm dọa quý vị không? Đừng có nói quan cho tôi. Nhưng mà tại mỗi người đều ăn chay hết như vậy có độc tài không? Anh tự mình muốn lại mình ăn mà ai bắt đâu đâu ai nhét đồ trong miệng mình được không? À cái này thì cũng hồng vào cho mình ha, mình không ép uống ai theo cái ý của mình được mà theo cái lý tưởng của mình được hết, cứ để tự nhiên ha. Yeah. tự nhiên đây có một câu chuyện cũng hơi gần sát đây, kêu anh mù tự vũ. Có một người kia sinh ra là đã bị mù, sống trong một gian phòng nhưng bởi anh không thấy gì cả nên phủ nhận tất cả những gì người chung quanh quả biết là có. Tôi không tin vì tôi không thấy. Một vị lương y đem lòng thương hại đi tìm cho ra một thứ linh dược trên núi Mã Lạp Sơn, đem về trị lành bệnh cho anh ta. Anh ta sung sướng quá, tự phụ bảo rằng giờ đây tôi thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi rồi. Nhưng có kẻ bảo với anh ta rằng: bạn ơi, bạn chỉ thấy được những vật chung quanh bạn trong căn phòng này thôi, có là bao nhiêu. Ngoài ra người ta còn thấy được mặt trời, mặt trăng cùng các vị tinh tú hằng hà sa số. Còn biết bao nhiêu vật xấu, vật đẹp, lộng lẫy, huy hoàng, màu sắc mà bạn chưa bao giờ thấy được. Anh chàng không tin. Làm gì có được những cái đó? Tôi chưa thấy những cái đó. Tôi không có tin được. Tôi chưa thấy là tôi chưa tin. Tôi thấy tất cả những gì mà cần phải thấy rồi. Ý anh muốn nói là trong phòng tất cả những vật dụng gì anh thấy hết rồi, không cần biết gì nữa cả. Một vị y sĩ khác bèn lên tận núi cao, gặp được sơn thần chỉ cho một thứ linh dược khác đem về giúp cho anh ấy được cặp mắt sáng hơn và thấy xa hơn những vật chung quanh trong căn phòng của anh nữa. Bây giờ anh ta thấy được mặt trời, mặt trăng, các vị tinh tú trên không trung, mừng quá và lòng tự phụ tự đắc lại tăng thêm. À ha, trước đây tôi không tin nhưng bây giờ tôi thấy, tôi tin. Như thế giờ đây không còn có gì mà tôi chẳng thấy chẳng biết cả. Tôi biết hết rồi, đâu còn ai hơn tôi được nữa. Nhưng lại có một hiền giả có cặp mắt thần bảo với anh ta rằng: cậu ơi, cậu vừa hết mù nhưng cậu vẫn chưa biết được gì. Những gì cậu thấy cậu biết đâu có bao nhiêu, tại sao lại có tự phụ như vậy? Cũng như khi cậu ở trong phòng mà tầm con mắt cậu không vượt khỏi bốn bức tường, cậu không tin có vật gì ngoài căn phòng của cậu. Giờ đây tầm mắt cậu vượt được khỏi bốn bức tường, thấy đặng nhiều việc xa hơn. Nhưng với chừng mực của tầm mắt và lỗ tai của cậu, cậu làm gì
biết có những vật ngoài ngàn dặm mà tai mắt cậu không làm sao nghe thấy được. Cậu có thấy được những nguyên nhân nào đã cấu tạo ra cậu khi cậu đang còn nằm trong bào thai của mẹ cậu hay không? Ngoài cái vũ trụ nhỏ bé mà cậu đang sống đây, còn không biết bao nhiêu vũ trụ khác vô cùng to lớn và nhiều không thể kể như các ở sông Hằng. Tại sao cậu dám tự phủ bỏ rằng tôi thấy cả, tôi biết cả? Cậu vẫn còn là một anh mù, cậu vẫn còn lấy tối làm sáng. Như vậy, ok. Giống chuyện của mình ha. À, mình chưa tu thì mình nghĩ là cái gì, đọc kinh sách này là mình biết hết rồi hả? À, rồi cái khi mình tu chút chút, cái gì người tu chút chút khá biết chút chút, cái nó biết hết rồi. À, cái lúc mà coi kinh điển không chưa khai ngộ thì nó không tin, có nhiều người tu gì đó nói biết chút chút có kêu biết hết hả? Nói chừng cái khai ngộ chút chút thấy cũng la lối ùm sùm lên, thấy chưa? Cho nên cái sự biết nó là không giới hạn, mình không thể nào mình nói mình biết hết được. Ok, tạm gọi là niết bàn thôi, chứ nếu mà niết bàn có nóc thì thôi ở đó mà mệt chết phải không, tránh cái nóc này gặp nóc kia. Ok, xong rồi ha. À, trả tiền cho tôi chưa hả? Yeah. Thôi, cảm ơn quý vị hả? Bữa mai nghỉ đi, mai nghỉ. Mai không có lại hả? Mai hoặc mốt sư cũng có lại chắc như bình thường thôi. Mai thứ sáu hả? À, thứ bảy quý vị có cộng tu hả? Sư phụ rảnh thì vui buồn lại ha. Không rảnh thôi, không rảnh thì thôi. Nó là nếu thôi. If in case. Ấm áp gì không? Ấm áp không? Ấm áp cũng đỡ hả? Nếu bữa nay hơi lạnh phải không? Quần áo bận nhiều thì hả? Nhưng mà ở chỗ này là lạnh, ấm áp lắm. Lắm phải không? Như ở Chicago mình ngồi vậy được không? Thành đá thế giới này học không có gì mà hoàn toàn hả? Những nơi khác thì lạnh, mà lạnh là chết người ha. Ở đây nóng thì có động đất hả? Nắng nóng có động đất. Thôi, sư phụ từ giá nãy khác gặp nết. Cảm ơn.